Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft. Và ở tập trước thì mình đã có một chuyến đi mine khá là may mắn và tìm được rất là nhiều những cái amethyst nè. Và mình đã chế tạo full một set đồ cũng như là được hai thanh kiếm và một cái cây rìu luôn. Và trong thời gian với hai tập mình đã sắp xếp lại những cái ba lô để nhìn cho nó gọn gàng hơn á. Và nhiệm vụ chính trong ngày hôm nay của mình đó chính là chế tạo một cái bàn nâng cấp nha. Ở đây mình có một ít kim cương nè để mình sẽ kết hợp với sắt ở đây và hắc diệm thạch nữa. Đây nè, có hắc diệm thạch luôn. Và mình sẽ cho vô bàn chế tạo để làm một cái bàn enchant trước nha. Ở đây nó không có nút tự chế tạo rồi, để mình chế tạo thủ công cũng được. Đặt theo hình như vậy và cuối cùng là một quyển sách ở phía trên. Vậy là mình đã có được cái bàn phù phép rồi và mình muốn nâng cấp nó lên cái advanced enchantment á. Và mình cần phải có thêm một cái mắt của Ender nữa. Mà cái này hình như mình chưa có nữa. Ôi tiếc gì ta, trong ba lô mình không có cái mắt Ender nữa hết trơn á. Lần trước có đánh một con Ender Reaper mà nó không có rơi ra rồi. Thôi tạm thời á thì chắc mình sẽ sử dụng cái bàn vụ phép này thôi. Rồi khi nào mà mình có thêm cái ngọc Ender thì mình sẽ chế tạo mắt Ender và nâng cấp lên cái bàn enchant xịn hơn nhá. Và sẵn đây mình có một ít cái quyển sách nè để mình đổi ra cái kệ sách luôn. Đây còn gỗ nè, đổi ra thật là nhiều ván. Làm những cái kệ sách á. Vì cái bàn enchant này thì cần phải có sách để tăng cái mức độ cường hóa lên ấy các bạn ơi. Mình cần khoảng 15 cái kệ sách để được 30 level. Nhưng mà mình sẽ chế tạo luôn 18 luôn đi, để có gì mình còn trang trí trong ngôi nhà. Vì trong thời gian với hai tập mình đã xây luôn cái phần tường nè, ốp một ít cái cửa sổ và có một xíu cái hàng rào để bao bọc xung quanh cái căn nhà á. Rồi giờ thì mình sẽ vô trong căn nhà, đặt cái bàn enchant ngay vị trí này, sau đó bao bọc lại bằng những cái kệ sách nha. Đây, ở đây đặt trước 3 nè. Ở đây 3. Và được bao nhiêu rồi đây? Cái này không được. À, cái đó nó enchant rồi nên không cho enchant nữa. Giờ mình sẽ thử cây kiếm amethyst này coi. Cho vô. Nó 18 level rồi. Giờ mình sẽ đặt thêm ở đây một hàng. Ở đây 2. Được bao nhiêu đây? 30 luôn. Chỉ với hình dáng vậy là được 30 level rồi. Mình còn dư hai cái để mình đặt vô luôn cho nó đẹp nha. Vậy là cây bàn enchant của mình đã có thể sử dụng và mình có thể enchant được tới 3 lần lận. Enchant cây kiếm trước nè. Wow, được 4 dòng luôn, không bị phá vỡ 3. Đánh bắt lùi 2, sắc bén 5 và một cái linh hồn gì đó 5 nữa. Ui, cây kiếm này hơi bị xịn luôn á. Trang bị vô trước đi, giờ tới cây kiếm thứ hai nè. Hy vọng... Cái gì? Ôi, nó rút một phát cái hết kinh nghiệm mình luôn rồi. Ôi, bó tay luôn á, nó hút phát hết kinh nghiệm mình rồi. Chắc mình phải đi khám phá để tìm thêm kinh nghiệm á. Chứ giờ còn kinh nghiệm đâu enchant nữa. Bó tay luôn á. Và mình cũng có nhặt được một cái cây cúp bằng emerald á, để trong ngày hôm nay mình sẽ sử dụng nó để đi khám phá luôn nha. Gặp mấy cái viên khói gì đó mình sẽ đào, vì nó có cái dòng độ mềm mại luôn á, rất là xịn. Và mình sẽ quải cái ba lô bên đây nè. Và mình có chế tạo một cái quả trứng rồng sẵn ở tập trước, nên trong ngày hôm nay trước khi đi khám phá thì mình sẽ đánh bại con rồng nước này nha. Để coi coi đánh nó ở đâu cho an toàn đây ta. Xa xa nhà một xíu, lỡ mà nó có tức giận lên nó cũng không có phá nhà mình. Mấy con này ưa giận cá chém thớt lắm. Rồi ăn trước một cái thức ăn nè. Rồi lại cái khúc sông này để đánh cho nó an toàn. Mình nhớ đây có cái khúc sông mà. Thôi kệ, có cái hồ, con siêu nước cũng quánh luôn. Tại đây rồng nước mà. Chuẩn bị nè. Chưa chuẩn bị vũ khí sẵn cái đã. Rồi giờ triệu hồi ra nè. Ui trời. Ui con rồng biển này mạnh lắm. Ấy à. Ui nó đánh mặt lùi xa lắm luôn á. Bạn gái thì mình cho ở nhà nghỉ ngơi rồi. Rồng biển. Ây. Ui rồng biển quýnh đau cực. Ấy. Một phát bắn của nó mất 1-2 trái tim mình á. Ê. Ui không ổn rồi. Mình phải ăn táo vàng mới được. Ây da, giáp mình còn yếu quá hà. Bị con rồng biển á quýnh quá trời đau luôn. Đây có bò vàng nè, mình sẽ xin một ít thịt. Ở đây nữa. Được bao nhiêu trái đây? Ui đây còn nữa. Rồi giờ ăn táo vàng để tăng khả năng hồi phục lên nha. Ăn táo vàng vô.
Rồi có sức rồi, có sức rồi. Lại đằng kia và chiến đấu luôn thôi. Đã vậy còn cho mình hiệu ứng kháng lửa với kháng cự nữa, rất là tốt luôn á. Nhất là dòng kháng cự nó sẽ hấp thụ sát thương của mình đi rất là nhiều. Này thì rồng biển. Rồng biển nè. Rồng biển nè, kết hợp song kiếm Amethyst. Rồi, chuẩn bị, chuẩn bị. Chầu Diêm Vương đi con rồng biển kia. Chầu Diêm Vương đi, một hit cuối cùng. Chầu Diêm Vương đi. Này thì rồng biển. Xong rồi, vậy là mình đã đánh bại được con rồng biển đó rồi. Và nó rơi ra cho mình một cái Water Raiden Scale. Với cái này á thì mình có thể sử dụng để chế tạo cái phần thân của cây kiếm Big Bertha. Cây kiếm Big Bertha là một trong những cây kiếm mạnh nhất của Crazy Crab đó, tới 500 sức tấn công lận. Rất là xịn luôn. Ở đây còn có mấy con ong nhỏ nhỏ nè. Không đáng lo ngại cho lắm. Và hôm nay mình dự định á là sẽ... Ui! Ở đây còn! Nó còn rơi ra một ít cái chạc nữa nè. Hình như cái này là phát bắn của con rồng hay sao á. Để mình bắn thử. Bắn bướm nè. Bắn hụt bay. Để bắn lại. Bắn bướm nè. Ui! Hụt nữa rồi. Bướm bay khó bắn quá à. Bắn con nào đây? Con nào đứng im. Đứng im. Bắn một phát nè. Một phát thôi. Con nào đứng im ta? Đây. Canh chừng xíu. À, con ong đi. Bướm bay lít nhắc ngoài à, mình khó bắn quá. Đây, cũng bắn con ong cho chắc cú nha. Để coi nếu mình bắn một phát coi có chết con ong 80 máu này không. Ong nè. Cái gì? Có một máu hả? Trời ơi, tướng đâu mạnh dữ ai dè. Bắn một phát có mất có một máu. Vậy là mình vẫn phải bắn tới 80 phát á thì mới chết một con ong cơ. Trời ơi, làm mừng hộp hà. Và ở đây mình còn một cái đùi gà nè, để mình ăn cho hết luôn đi. Ăn, đó, no bụng rồi. Và trong lò nung á, thì mình cũng có nung một ít cái bò bít tết. Để bây giờ thì mình sẽ lấy ra ăn nha. Đây, bò bít tết nè, còn không? Có vàng. Có gì nữa? À, đây có sắt nữa. Và mình sẽ cho mấy cái này vô trong rương nha, cho nó gọn gàng một tí. Hôm nay đi khám phá không biết mang theo gì ăn đi ta. Nhà mình còn một ít cái bắp nè. Rồi cái này có nung lên được không? Để mình thử nung mấy cái thịt cừu lên thử xem. Ui, thịt cừu nung được nè. Ok, bây giờ mình sẽ đợi cho nung một ít thịt cừu với thịt bò. Và dọn dẹp đồ lại rồi mình sẽ bắt đầu đi khám phá nha. Rồi, thức ăn cũng đã nấu xong rồi các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái ba lô này nha, để đi khám phá thôi. Và hôm nay thì mình sẽ đi vào thế giới của kiến nâu đi. Còn bạn gái thì ở nhà nha. Mình đi khám phá một thời gian rồi trở về. Và cái tổ kiến mình có nhét ở đây không ta? Kiến nâu đây, tổ kiến đây. Đặt tổ kiến ngay vị trí nào đây ta? Biết mình sợ gần đây thì bạn gái là giết hết á. Tại vì bạn gái mình có sở thích là giết kiến á các bạn ơi. Đi ngang ổ kiến một phát là không còn một con luôn á. Thôi để mình sẽ đặt ổ kiến ngay tại đây đi. Ngay chỗ nước nè. Rồi sau đó đợi cho con kiến nó xuất hiện. Thì mình sẽ ấn vào người con kiến để đi vào thế giới kiến nha. Trong lúc chờ đợi này thì mình sẽ chuẩn bị thêm một ít những thứ cần thiết nữa. Oh, mình đang định dời cái ổ kiến thì có một cái con kiến máy móc xuất hiện nè. Đây, con kiến máy móc nè. Mà thôi đi, mình không vô thế giới kiến máy móc trước đâu. Đây, kiến nâu. Vô thôi. Mình muốn khám phá thế giới kiến nâu trước cơ. Rồi, thế giới đây chính là thế giới của mấy con kiến nâu. Quá trời, mấy cái cây bự luôn. Uầy, cây bự thật sự. Rồi, mình sẽ đặt cái mía này ở đây đi. Giờ mình sẽ đợi cho nó lót map một xíu nha các bạn. Ở đây nó khá là đồ sộ nên nó lót map hơi lâu. Các bạn thông cảm giúp mình nha. Mình đã đứng ở đây để cho map nó lót cũng như là setting lại cái đồ họa thấp một xíu á. Nhưng mà tại thế giới này mặc định nó lát sẵn rồi các bạn ơi. Vì có những cái cây rất là to như vậy nè. Mà hơi kệ đây, giờ mình sẽ bắt đầu đi khám phá nha. Và phía trước mặt mình nó có một cái công trình gì rất là to khi mà bật bản đồ lên. Để bây giờ mình sẽ lại đằng kia để khám phá thử xem nha. Rồi đi lại đằng kia thôi nào. Nhìn cái bản đồ thì nhìn cái đó nó to cực luôn á. Giờ mình không dám chạy đâu, mình chạy cái là nó sẽ giật rất là nhiều luôn. Vì ở đây nó khá là nặng á. Ui, khoáng sản á gì á? Từ xa mình đã thấy khoáng sản rồi. Nó giật khó chịu ghê luôn á. Các bạn thông cảm giúp mình nha, cái này là tại thế giới chứ không phải tại mình đâu. Cái này tại thế giới nó lát á. Mình đã giảm đồ họa đi rất là nhiều mà nó vẫn vẫn bị giật à. Thế giới đâu kỳ cục kẹo à. Đừng có lát nữa, để người ta đi từ từ lại đằng kia thôi. Ồ đúng rồi, khoáng sản kìa. Có đó là sắt hay thạch anh vậy ta? Nhìn nó màu trắng.
Hình như là thạch anh thì phải á. Wow, có vàng nè, có emerald, có lưu ly luôn. Không biết có kim cương. Ừ, có kim cương luôn. Có đủ những thứ mà mình cần. Ui, cái này nó giật giật khó chịu hả? Các bạn thông cảm với mình nhé. Để trong thời gian dài tập mình tìm cách mình fix cái lõi lát của cái thế giới kiến nâu này cái đã. Gì đâu lát lát khó chịu ghê luôn á. Đây, kim cương đây. Để bây giờ sẽ đào kim cương nha. Và đây chính là khối kim cương thiệt hả? Ừ đúng rồi, khối kim cương thiệt luôn. Được một khối rồi. Bên đây còn một khối nè, để mình qua đây mình đào nốt luôn nha các bạn. Có mấy bé hươu nữa nè. Ở đây tính ra cũng nhiều động vật hoang sơ lắm luôn á. Không biết ở phía trên đó có cái gì không ta? Mình nghi lắm, mình nghi ở phía trên đó có cái gì lắm luôn ấy. Khối lưu ly nè, đào tạm cũng được. Còn sắt, không vàng chứ, vàng với emerald thì từ từ mình sẽ khai thác sau nha. Giờ mình sẽ tập trung vào việc tìm cách lên trên nha. Ui, đây có rương. Spam the king. Hình như đây là chỗ của rồng. Hình như đây là chỗ để mình lấy quả trứng rồng nè. Rồng the king á. Thôi chắc mình chỉ lấy quả trứng mình mang về thôi, chứ giờ mình đánh đâu có lại đâu. Rồng the king là một trong những con quái vật mạnh nhất của thế giới này á. Mình triệu hồi chẳng khác nào nộp mạng cho the king hết á. Ok, để bây giờ mình sẽ thử đào từ từ lên trển, coi coi phía trên nóc ấy, nó có cái gì nha các bạn. Nhìn ở dưới này chắc ở trển phải có cái gì đó đặc biệt lắm á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trèo lên tới trên trển nha. Rồi, mình đã gần lên tới trên cái chỗ cao nhất của khu vực này rồi. Không biết trển có gì đây, hồi hộp quá à. Hy vọng ở trên cùng á sẽ có cho mình một cái rương chứa toàn là kho báu. Rồi, không dừng chờ gì nữa, đi lên thôi. Cha Gì? Không có trơn vậy? Ôi trời ơi, chỗ cao bự vậy mà không có gì trơn. Mừng hụt rồi. Thôi để bây giờ mình sẽ trèo lên tán cây này coi coi phía trên cái cây này có cái gì không nha các bạn. Đây chính là nguyên nhân, mình nghĩ đây chính là nguyên nhân gây giật lag của thế giới này á. Cây gì đâu mà to dữ thần ông địa không biết nữa. Bó tay luôn, cây to vừa thôi, to quá làm ta lắc máy nè. Ok, để bây giờ mình sẽ tìm đường đi xuống dưới nha các bạn. Giờ trèo lên không biết đường trèo xuống rồi. Đi cách này. Té chết rồi. Ui. À, nó vẫn spawn mình ở thế giới kiến nâu nè. Mình đã trở về nhà rồi đây. Tại vì thế giới kia nó lag quá à, mình không biết cách khắc phục á, nên mình sẽ đi khám phá một nơi khác đi. Mình còn một ít hắc diêm thạch, để bây giờ mình sẽ thử làm một cái cánh cổng địa ngục để đi xuống dưới Nether và khám phá thử nha. Không biết Nether ở trong Crazy Craft nó có đáng sợ quá không nữa. Để bây giờ mình sẽ làm trước cái cổng đi. Mình cần một khối để chêm lên như vậy. Đó, hai khối ở đây và ta da. Vậy là mình đã làm xong cái cánh cổng rồi. Công đoạn cuối cùng của mình là kích hoạt nó lên bằng một cái đá lửa kết hợp với một cái phôi sắt giống như vậy nó, để có được cái bật lửa ấy các bạn. Rồi sau đó đặt vô công thức thôi. Rồi giờ thì mình sẽ bật cánh cổng lên một cái và đi vô trong rổng luôn. Hy vọng lần này thì mình có thể an toàn và trở về nhá. Còn quả trứng của The King á thì mình sẽ giữ lại, tại vì đây là một trong những con boss trong Crazy Craft, nên đợi khi nào mà mình đủ mạnh thì mình mới đi đánh nhá. Và lần này xuống dưới là được hai khối kim cương nè. Cũng được, cũng được. Rồi giờ đi xuống dưới thôi. Hy vọng xuất hiện ở nơi đẹp đẹp xí. Tại vì mình không biết bay á, nên xuống dưới Nether phải xuất hiện ở nơi đẹp đẹp xíu thì mới sống sót cơ. Ui, nơi này thì nó lại đẹp quá. Ngay cái tòa tháp của Nether luôn. Đây là khối gì đây? Lava gì đó. Ở đây còn có những cái khá phát sáng nè, mình sẽ khai thác mang về. Tại vì lâu lâu mình mới xuống Nether á, nên có thì cứ khai thác hết thôi. Không biết dưới này có nhiều quái xịn không ta, để mình còn đánh nhau nữa. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải lưu lại cái điểm trở về cái đã. Coi coi cái này là điểm gì đây. Ui, có lưu điểm bay luôn hả? Có đúng tọa độ không đây trời? Thôi kệ, đi giờ thì đi, khi nào về thì mình chỉ có nhớ đường mà về thôi. Và bên đây có con Blaze nè, để mình tranh thủ mình farm một ít mang về. Tại vì mình cần những cái gậy á. Ui, kiếm mình khỏe quá, mình đập một cái là chết một con Blaze hả? Ở đằng này vẫn còn đường nè. Để mình qua đây mình khám phá thử coi. Skeleton này thì skeleton mình chủ yếu là farm quỷ lửa nè, những anh xương đen để có thể nhặt được.
Hình như ở đây không có đầu của Wither Skeleton thì phải á. Tại vì bây giờ đi mình chưa gặp anh Wither Skeleton nào hết. Hy vọng là có những anh Wither Skeleton đi, chứ thiếu mấy ảnh thì trong đây mất vui rồi. Và phía này á thì còn có những ý, có những hai con Blaze cơ. Wow, hai con Blaze, coi coi có rơi ba con luôn. Blaze nè, bốn con luôn. À đây đây. À đây đây anh bạn nè, anh bạn Wither Skeleton của mình. Đúng rồi, vậy là có Wither Skeleton nha các bạn. Và mình được 7 cái que quỷ lửa. Bên này có Zombie Pigman. Để mình coi coi dưới cái tòa tháp này á còn có cái gì đặc biệt không, hay là dưới Nether còn có công trình gì khác không nhá. Để mình đi khám phá thử, mong rằng sẽ có một cái công trình gì đó đặc biệt để mình có thể cùng các bạn khám phá nhá. Ủa? Ôi dưới này cũng có kiến nữa nè. Vậy mình sẽ thử vào thế giới kiến đỏ xem như thế nào. Tại vì nếu như thế giới kiến đen nó lát như vậy và... thế giới kiến đỏ thì nó không có lát. Ui quá được luôn. Đây gì đây? Rồng. Ý chết 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 chết. Lỡ chúng hỏng hỏng cô ý. Ồ rồng con nè. Rồng con có ăn thịt không? Ăn thịt nè. Rồng con không chịu ăn thịt hả? Nhưng mà dễ thương quá à. Không biết rồng con ăn gì ta. Ơ thịt này không chịu ăn gì, ăn chịu ăn thịt cừu không? Anh cho ăn thịt cừu. Ủa thịt bò chứ, không cho ăn thịt bò luôn. Ôi có khủng long. Ủa có rồng mà không có thuần phục hay là bắt về được các bạn ơi. Đây có con khủng long nè. Khủng long. Ủa nhưng mà sao mình quýnh khủng long lại nghe tiếng con vịt ta. Đây là spawn cho con grass. Để coi vùng đất này còn cái gì không nè. Quá trời tổ kiến luôn. Tổ kiến đen. Thôi ghét kiến đen lắm. Thế giới kiến đen lắc như quỷ vậy á. Không có đi được luôn á. Rồi để đi qua hướng này coi. Hướng này là có nước. Cái này là gì đây? Con Starbuck. À cái con mà chuyên đánh rắm á. Spawn ra rộng nè. Một quả trứng. Ủa một cái khói spawn ra rộng. Con này zombie bug. Ủa con này mình chưa gặp. Để bây giờ mình sẽ thử triệu hồi ra thử coi. Cái xô nước đây, mình sẽ thử triệu hồi ra quýnh nhau luôn cho nó máu nha. Ở đây có xô nước nè, lụm luôn. Lấy xô nước kết hợp với cái gói này, nó tạo ra một cái quả trứng spawn. Triệu hồi ra. Ê. Ui con này nó to vậy, nó 200 máu lận. 200 máu. Ê. Ui nó đẩy lùi mình ghê quá hả. Đẩy xa ra một khúc luôn á. Con này chắc phải cắn táo vàng vô mới chiến đấu lại quá. Để mình giờ mình cắn trái táo vàng cho khỏe khỏe đi. Rồi quay lại chiến đấu nha. Rồi chiến đấu nào. Chiến đấu. Ồ mình quýnh dưới này cho nó nghỉ đáp luôn. Này thì zombie bất. Ui giờ mình ăn trái táo vàng khỏe hơn hẳn á mọi người. Không bị nó đánh mất quá nhiều máu. Kết hợp hai kiếm. Ê nó còn đàn em nữa. Ủa đàn em nó đâu ra nhiều vậy? Này zombie bất. À con này mình nghĩ mình có cách rồi. Mình nên ép góc nó. Nhưng mà đàn em của nó đánh đầu ghê á. Ê chưa. Ui chết rồi. Đừng. Ui. Đàn em của con zombie bất nó mạnh quá à. Bắn mình vài hết cái mình chết queo rồi. Ủa nãy mình chết chỗ nào ta? Ủa? Ủa mỗi lần chết là mình lại spawn một nơi khác hả? Ủa kỳ vậy ta? Hồi nãy đâu phải xuất hiện ở đây đâu. Ui nó trôi mình rồi. Mỗi lần hình như chết á là mình sẽ xuất hiện ở một nơi khác á. Cái này là Sea Monster. Quái vật biển hả? Để bây giờ mình sẽ thử triệu hồi ra thử luôn coi. Có cái xô không? Đây có xô nè. Đi tìm một xô nước để múc luôn. Thế giới này kỳ ghê luôn á. Chết đằng kia mà lại spawn ta ở nơi khác chứ. Rồi kết hợp nè. Tạo ra một quả trứng quái vật biển. À đây là quái vật biển à. Nhìn dễ thương vậy. Mà hơi hung dữ nha. Dễ thương mà hơi hung dữ là không có được đâu đó. Hung dữ là ăn đòn nè. Hai hit cuối cùng. Một hit. Đi. Rồi, và khi đánh bại, nó sẽ rơi ra
một cái sea monster scale đá nè, đó đá đó thì nãy mình đập. Cá thì chắc mình sẽ không cần giữ đâu, một cái áo giáp vứt luôn, vứt vứt vứt. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá nha. Ở đây có khá là nhiều mấy con quái mình cần phải farm á. Và cái sea monster scale này á, mình có thể sử dụng để chế tạo cái phần giá kiếm của cây kiếm Big Bertha á. Cây đó cũng rất là xịn. Đây có chuồng chuồng nữa nè. Chuồng chuồng và tổ kiến máy móc. Để coi nào, đây còn con quái vật gì không. Đây đây, mấy bé rồng này mình chưa biết cách để kiểu như bắt về á. Phải, mình mà biết cách thế nào mình cũng bắt vài em về cho coi. Nhìn dễ thương cực luôn á. Rồi giờ thì mình sẽ lấy những cây đuốc nè để đi khám phá sâu hơn xuống phía dưới. Ui, hình như ở đây là chỗ của mấy con, mấy con tắc kè. Hình như đây là chỗ của mấy con tắc kè các bạn ơi. Ui, nó kêu kìa, nó kêu kìa. Nhiều quá, nhiều quá. Không biết mình đủ sức để vô đánh không nữa. Thôi kệ, tạm thời cứ làm liều vô trong thôi chứ biết sao giờ. Tắc kè, tắc kè ấy. Mình không có áp sát được. Không dữ vậy. Ủa, mình có cây, cây Thunder Step nè. Đùa, đùa, mình có cây gậy sấm sét chứ bộ. Đùa. Được rồi, được rồi. Ấy. Ủa, nó quýnh xa vậy. Con này nó quýnh xa lắm á các bạn ơi. Con này là người ngoài hành tinh, alien. Uầy, căng thẳng đấy. Mình coi góc nào mình có thể quýnh được nó. Ôi, ôi kỳ vậy, mình quýnh không tới là nó cắn mình được rồi kìa. Ủa gì, sao farm được con này ta? Chứ nó dị hoài sao mình farm được? Con gian vậy. Hả? Mình chưa đụng vô được là nó quýnh mình được rồi. Vậy là biết chừng. Ê, ui. Ui, vô trọng đồng lắm. Có cách nào để mình có thể vô trọng không ta? Trong đó có rương kìa. À, có cách, có cách, có cách. dùng sức không được thì mình sẽ dùng mưu các bạn ơi. Giờ tụi mình sẽ đào giống như vậy nè để tìm vị trí của cái rương á. Rồi sau đó nhặt đồ. Đi ra mấy con quái kia. Ê, ê, ê. Ghê quá à. Giờ trong đây nó lại tối nữa, phải tìm cách để thắp sáng thôi. Làm sao để mình lấy được cái rương đồ này ta? Nè nè, được rồi nè. Ôi, rương đồ này dởm lắm. Cho cái bác ba con làm cái gì đây? Ăn được hả? Ăn coi được cái gì nào? Ôi, chứ hỏi thức ăn thôi à. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cánh đó để vào bên kia và lấy đồ nha. Chứ giờ mình hết cách để đi đánh nhau với mấy con này rồi. Tại vì mấy con này nó đánh xa lắm. Phải có một cái vũ khí tấn công từ xa thì mới tiêu diệt được cơ. Mình phải lấy được cái rương này cho bằng được. Ulti máy, đồ ulti máy nè. Rồi Titanium Ingot. Vậy là trong đây nó sẽ có những món đồ ulti máy nha. Wow, được thật sự luôn. Giờ thử với hai món đồ này mình có thể chống chọi được mấy con này chưa. Ê, ê, đau quá, đau quá, đau quá. Đùa, 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 đùa với mình. Ê, đùa nè, đùa nè. À, ở dưới này mình có thể farm được nè. Ở dưới này có thể farm được các bạn ơi. Mình ồn quá. Chắc mình phải giảm tiếng nó quá à. Chứ nó ồn lắm luôn ấy. Tắt tiếng luôn. Cho nó đỡ ồn. Để các bạn dễ xem á. Chứ con này nó ồn thực sự. Rồi giờ mình sẽ đứng đây farm một tí nha. Tính ra đồ ultimate sẽ giúp mình chống chọi được với mấy con quái này. Và nó sẽ đưa ra đồ gì nào? Một ít cái mắt nhện. Đá lửa không cần. Ok, đã có đồ ultimate thôi thì mình sẽ trèo lên trên để chiến đấu như một người đàn ông nha. Chứ không có núp núp giống như hồi nãy nữa. Vô trong chuyển luôn nào. Không biết có chịu nổi không nữa nhưng mà sẽ cố gắng. Vô trong. Ê, chưa ăn cái. Chưa có đầy máu. Vô trong thôi. Cho tao vô, tao muốn chiến đấu. Chiến đấu này, chiến đấu này. Ê, đau quá, đau quá, đau quá. Cố lên, cố lên, cố lên, gần được rồi, gần được rồi. Cố lên, mạnh mẽ lên, lập Sutaki. Gần được, gần được, gần được. Đó, đó, bây giờ quái nó bắt đầu ít lại rồi đó. Ờ, được nha, được nha. Và trong đây nó có rất là nhiều spawner luôn. Mình phải đập hết cái spawner chỗ này. Bùm, 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 bùm. Xong rồi. Mình dùng cây gậy sấm sét á, mình tiêu diệt hết mấy con này rồi. Giờ mình có thể cắm được chưa? Ơ, được, được cắm đuốc rồi nè. Ờ, phải giết mấy con này thì mình mới có được, mới có thể cắm đuốc cơ. Thì ra là vậy. Rồi, giờ mình sẽ đánh bại nốt mấy con còn lại. Này thì xuất hiện nè, này thì
này thì quá giật tên quá giật tên WTF các bạn ơi. Tên kỳ ghê luôn á. Rồi giờ mình sẽ coi em có thể nhặt được đồ gì không nè. Sắt với vàng là nhất định phải nhặt về, tại vì đây là đồ free á. Rồi ở đây còn có một vài block khác nữa, nên mình sẽ tranh thủ nhặt luôn. Nhưng mà dùng cách của mình thì nó lại không nhặt được đồ trong đây á. Nó nổ hư hết trơn rồi. Nhưng mà vậy mới có thể tấn công vô sâu được. Nhân tiện mình còn một ít trái táo nè để mình ăn thử. Và chán này mình sẽ chiến đấu sắp lá cà nha. Coi có đủ sức để đánh bại hết mấy con này không. Vô trong chiến đấu. Ở đây nhiều rương lắm, 3-4 cái rương lận. Sẽ ráng đập cái spawner này trước. Mục tiêu là đập spawner. Đập được mấy cái rồi, coi đập được mấy cái rồi. Chưa đập được cái nào hết, đừng có chết nha. Vậy là mình phải đánh bại mấy con này trước rồi mới có thể đập cái spawner các bạn ơi. Đập. Cố lên, tao phải đập thêm một cái nữa mới được. không được rồi, phải tiêu diệt tiếp các bạn ơi. Vậy là mình phải cố gắng sử dụng cái độ ultimate khi mà farm được từ những con này để tấn công thì mới có thể đánh bại được cái dungeon này thôi. Chứ bình thường là không cách nào đánh bại đâu. Rồi, giờ thì mình đã có thể thoải mái cắm đuốc rồi. Đó, nó hết phá rồi nè. Thì ra là vậy, cơ chế là phải đánh bại hết quái trong đây mới được cắm đuốc cơ. Rồi, còn cuối cùng hả? Để coi xét đồ ultimate mình hỏng tới đâu rồi. Ui, đồ ultimate còn khá là lâu nhưng mà đồ đồ amethyst thì hỏng muốn hết rồi. Bên đây có một cây súng nè, một ít amethyst, một cái bacon. Lượm thêm súng đi, một cây kiếm này 30 dam hả? 30 dam với cây amethyst này là bao nhiêu dam ta? Mình nghĩ là mình đổi lên qua cây này đi sẽ xịn hơn nè, cây này tới 30 dam lận á. Rồi, vậy là có vũ khí mới nha. Cũng ultimate. Đúng thứ mình cần luôn. Có thêm một cái quần nè, một cái nón ultimate luôn. Bây giờ mình sẽ trang bị vô cho nó xịn hẳn nha. Ủa, mình đang mặc mà. Hai món mình có rồi. Đây, ủng ultimate nè. Một cái cung ultimate tiếp. Vậy là những cái đồ ultimate sẽ có trong những cái dungeon giống như vậy. Vậy là mình phải cố gắng tâm thêm á các bạn ơi. Và đây có cái ba lô, để bây giờ mình sẽ trang bị ba lô vô trước cái đã. Cũng như là cất bớt đồ vô trong á. Thay đồ trước đi. Thay full set luôn nè cho xịn so con bo. Rồi cất mấy món đồ không cần thiết vô trong lại. Cất. Mấy con này nó rơi ra không nhiều những cái titanium cho lắm nha. Chắc là phải tìm mấy cái tòa tháp ở bên thế giới kiến máy móc á. Ủa đúng không ta? Đúng rồi, kiến máy móc thì phải. Bên đây coi. Rương này mình cũng lấy rồi. Ok, giờ mình sẽ lấy lại ba lô nè. Giờ thì mình đã có thể thoải mái vô trong rồi. Đây. này thì quá giật hả? Giờ ta có đồ ultimate rồi nha. Không còn yếu ớt như nãy đâu. Trang bị kiếm lên nè. Sáp lá cài với các ngươi thôi. Hay là dùng cung ta? Mình có hai cách chiến đấu á. Cung mình sẽ trang bị qua bên đây đi. Rồi, khi nào cần móc qua. Ý. Nó bắn nè. Cùng ultimate bắn xịn hẳn liền. Rồi giờ mình sẽ đánh bại mấy con này rồi sau đó đập cái spawner nha. Để không thôi là nó cứ xuất hiện hoài là mình chết luôn á. Alien hả? Mình ấy đó, nó xuất hiện liên tục luôn á bạn ơi. Có cách nào để đập nhanh hơn không? Không kịp rồi, bắn tiếp. Sẽ kiện bao nhiêu mình sẽ farm hết bao nhiêu. Và hiện tại mình được 46 level rồi. Khi nào về nhà mình sẽ cường hóa đồ lên thêm một lần nữa. Cũng như là cường hóa thêm cây cúp á. Để mình có thể dễ dàng đào mấy cái spawner này nhanh hơn. Mình chưa diệt xong đợt 1 thì đợt 2 nó lại xuất hiện nữa rồi. Thì cái tình luôn á. Coi kìa, kinh nghiệm thì khỏi nói luôn rồi. Cực kỳ nhiều luôn. Coi đừng có ra nữa đi. Ê, ai đào cái lỗ này ác vậy? Như nãy mình đào thì phải. Ui, cho ta lên. Đúng rồi, đẩy ta lên đi. Hay lắm. Sau tiên đây mình sẽ rèn luyện cái năng chiến đấu mình lại một lần nữa. Dùng cái kiếm. Chắc. Chắc không kịp luôn á. Chắc phải chuyển sang đào rồi. Không thôi nó xuất hiện hoài à. Mà hơi khó trong việc đào một tí là nó cứ đánh mình, không cho mình đập cơ. Khó ghê luôn á. Không cho đập luôn này. Mình giờ chẳng khác được chắc banh để cho nó chơi hết á. Nó quýnh mình dần hết góc này qua tới góc kia luôn. Cố lên. Đập một cái thôi cũng được nữa mấy con này.
giận lên rồi, mình không muốn dùng cây gậy thấm sét đâu, nếu không là mình sẽ không nhặt được đồ. Mà thôi, hết cách rồi, đành chấp nhận thôi các bạn ơi. Các người chuẩn bị nghỉ đẻ đi. Nghỉ đẻ với ta. Một cái, đó nó mất cái rương rồi nè. Ôi, hay là nhặt đồ trước ta. Ừ, mình nghĩ là nên nhặt đồ trước đi rồi phá làm spawner cũng được. Chứ giờ đánh biết chừng nào mà xong mấy con này. Nó khỏe lắm. Một rương rồi nè. Vậy là nãy mình hết phí anh cái rương rồi. Rương này thì lấy đồ rồi. Rương này thì lấy một ít. Và cái rương cuối cùng, cho ta lấy đi, ta chạy liền. Ừ, một cái ủng. Cái cung. Rồi, ok ok, được rồi, được rồi. Giờ ta chạy ở đây không chơi với các ngươi nữa đâu. Các ngươi quýnh hồi đồng vậy mà ai mà đỡ nổi. Thôi, mình không sẽ không farm tiếp các bạn ơi. Có được cái đồ ultimate trong đây là ngon rồi. Giờ mình sẽ rời khỏi cái dungeon này để tìm một cái khác để khám phá nha. Ui, mình đang đối đầu với con bướm khổng lồ các bạn ơi. Bướm khổng lồ nè. Này thì bướm khổng lồ. Đang đi bắn giật hết cả mình à. Bên đây còn một con, nhưng mà hai con này nó đang đánh lộn với nhau. Để mình coi có ai sẽ thắng nha. Mình nghĩ là bướm chắc sẽ thắng á. Tại vì ý, khủng long con mà hổm nè, nhỏ mà hổm nha. Rồi giờ mình sẽ nhặt những cái... Sao nè. Wow, một con bướm thôi mà lại rơi ra cả một cái ngôi sao nè. Xịn thiệt sự luôn. Và sao nè trong đây có thể làm được một vài thứ rất là đặc biệt nè. À, hay nha. Rồi. À, hai con vẫn chưa xong. Ui, con bướm mạnh vậy mà bị con khủng long cạp chết rồi. Trời đất ơi. khủng long cạp. Dám giết khủng long nè. Khủng long vẫn chơi mà giết nhỏ rồi. Khủng long này thì sao? Khủng long nè, con này 200 máu hay gì. Con kia quýnh không lại là phải rồi. Chắc nó cắn đau lắm á. Nên thôi, mình chỉ đứng ở ngoài để khịa ha. Và mình sẽ tìm cái sao nether mà con ông này rơi ra nhá. Kìa, đây nè, sao nether nè. Và những cái vải của con bướm á, mình vẫn có thể chế tạo được cái set đồ nha các bạn. Để khi nào về nhà thì mình sẽ chế tạo luôn cho các bạn xem. Và giờ thì mình sẽ tiếp tục đi. Nhưng mà phía trước mình đang có một cái gì đó rất là lạ nè. Để mình sẽ trèo lên trên thử. Và sẵn tiện đó mình sẽ test sức mạnh của cái cây súng này luôn. Cây này bắn có... Ây da. À, cây này bắn cái để lùi. Ôi, nhưng mà nó không có hất tung lên trời. Ui, cái này là tổ của Phượng Hoàng. Ây. Ao. Phượng Hoàng. Ui trời ơi, Phượng Hoàng không dữ quá. Phượng Hoàng nè. 250 máu lận. Phượng Hoàng với chúng tôi. Ui. Mình có đồ ultimate mà cũng quýnh mình đau phết á. Phượng Hoàng, sức mạnh của cung ultimate. Bắn Phượng Hoàng không phản kháng nổi luôn. À, Phượng Hoàng thì chỉ rơi ra thịt gà thôi. Thịt gà với lông à. Và thêm một ít cây đuốc. Coi cây đuốc này là gì mà nhìn đẹp quá vậy. Kraken. Và hy vọng rằng ở trên kia sẽ có cái quả trứng của Phượng Hoàng con đi. Để có gì mình mang về mình nuôi á. Mình rất thích nuôi mấy con kiểu như là baby á các bạn ơi. Mấy con quái vật baby á, nhìn dễ thương cực luôn. Bên đây vẫn còn đường nè, để mình trèo qua nốt mới được. Chuẩn bị pha ba cua nè. Nhảy qua một phát. được rồi. Và có gì bên trong không? À không, cái này cái spawner. Mình cứ tưởng, trời ơi, cứ tưởng đâu cái con Phụng Hoàng con không mà. Mà mình nghĩ là nên đập đi. Tại vì con này không nên đập đâu. Để lâu lâu mình muốn farm xuống đây, mình còn có cái mà farm chứ. Giờ đập rồi sau này còn đâu mà farm nữa. Con đó nó cũng không quá khó đâu. Ây. Ui, lần này ra hai con rồi. Ê, đừng manh động nha. Ba con. Ui, manh động vậy. Ăn vô cái đã. Không đùa nha, vui vẻ không quạo, quạo rồi. Chơi mà quạo rồi. Vui vẻ không quạo mà lại quạo. Mình sẽ sử dụng khả năng bắn thần tốc của cái cung. Cung ultimate nè. Nhưng mà bắn thỉnh thoảng nó vẫn không tính đam á các bạn ơi. Kiểu như bắn nhanh quá, đó, nó lại rơi xuống mặt đất á. Chịu thua đi. Rồi, một con. Con này mình sẽ thử cận chiến coi. Để coi mình có thể cận chiến được con này không nhá. Mình nghĩ chắc là không đâu, tại vì nó đánh bắt lùi mình xa lắm nên rất là khó để áp sát á. Phượng Hoàng. Cái này nếu mà mình dồn nó được vô góc thì đánh nhau tốt lắm á. Ủa gì cơ? Ui, nó còn gây chiến với mấy con quái vật bên trong cái dungeon này nữa cơ.
Cái con này nó máu chiến ghê á. Con kia là gì đấy? Hình như là con Nightmare thì phải. Đó là một con quái vật trong phim đó các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ giết cái con phụ hoàng này trước cái đã. Cái tội thích cà khịa. Thích cà khịa. Thích cà khịa nè. Rồi mình đã đánh bại xong con phụ hoàng rồi. Bên trong là đây đi làm một cái dungeon gì đó nhìn khá là lạ. Để mình sẽ đạp thử cái cối này để tìm cách chui vô bên trong và đánh nhau nha. Ui nó lộ cái cánh ra bên ngoài kìa. Cung mình cũng gần hỏng rồi. Wow hơi bị nhiều á. Ấy có nên chui vô không ta? Lỡ rồi vô luôn, ngại gì nữa. À, không được. Và đây là cái gì đây? Hình như cái mấy món đồ này rơi ra từ cái con Nightmare á. Hình như vậy á, mấy cái gậy bảy màu nè. Và đây là một cái gì đó dùng để chế tạo kiếm Big Beta. Đúng không? Ừ đúng rồi, nó là một trong những cái cần thiết để chế tạo cái kiếm Big Beta nên mình sẽ mang về. Hợp lý. Rồi. Và giờ làm sao để chui bên trong ta? Mấy con này nó đánh xuyên tường không mà. Đó các bạn thấy không? Toàn là đánh xuyên tường thôi. Hồi nãy mình có đánh nhau với mấy cái con của Vi Hồ nữa nhưng mà mình quên ấn nút quay cái đoạn đó mất tiêu rồi. Sorry các bạn nha. Để một xíu nếu mà đi khám phá mình gặp thêm cái chỗ đó nữa thì mình sẽ chui vô để đánh lại cho các bạn xem. Nó hơi bị khó chịu luôn tại vì của Vi Hồ spawn ra rất là nhiều. Ây da, chỗ này chui vô không được rồi. Để khi nào mình tìm cách được thì mình sẽ chui vô trọng để khám phá nha. Còn giờ thì tiếp tục đi thôi. Ui, vừa dịch chuyển lại gặp một con bướm nè. Bướm khổng lồ. Tầm 5-6 hit tên là chết à. Đó. Rơi ra một cái sao này đợi tiếp. Quá xịn sò con bò luôn. Rồi cắt bớt mấy cái vải vô trong đây, nhiều vải quá. Ba mấy cái là dư sức để chế tạo một bộ giáp rồi. Nên mình sẽ cắt vô tiếp. Đây cắt vô. Và bên kia có con chuồn. Gà lôi, đi đâu cũng gặp gà lôi hết ta. Không biết mình mà muốn farm mấy đồ ulti may á, cứ vô mấy cái dungeon có cái khối loli phía trên đó các bạn ơi là gặp mà. Và đằng đây là chỗ của ai đây? Hình như là chỗ. À hình như chỗ của mấy con Nightmare nãy nè. Nhưng mà lần này là mình thấy cả phần nóc cơ. Nên bây giờ mình sẽ chui vô trong nha. Hay là con alien kìa. À mấy con tắc kè, mấy con tắc kè. Tắc kè hả? Được luôn. Farm thêm một ít nữa, kiếm thêm ít đồ mà. Thôi đi, giờ đồ mình cũng đủ dùng rồi, quýnh mấy con này chỉ mất thời gian thôi. Mình sẽ tập trung thời gian đó vào việc tìm những cái con mob hoặc là mấy cái dungeon nào xịn hơn. Chết rồi, mình ấn nhầm mất kia cúp rồi. Thôi xong. Ui, ấn nhầm một phát mất luôn kia cúp chứ. Ui, đúng buồn luôn. Ờ, mình sợ quá, mình ấn vứt cái cúp mất tiêu rồi. Bó tay mình luôn á. Rồi xong, ui ở đây có. À đây nè. Chỗ có mấy con cụ vĩ nè. Đó, để bây giờ mình sẽ chui vô trong để đánh thêm một lần nữa cho các bạn xem nha. Có dịp rồi, thể hiện cho các bạn xem này. Hồi nãy mình chỉ dùng cây cung này thôi là có thể chui vô trong để đánh rồi đó. Giờ mình ăn trước ít cá để cho nó kháng lửa trước đi. Tại vì cá mặt trời sẽ cho mình kháng lửa nên mình sẽ không sợ bị đốt. Chuẩn bị thêm... Ui, nước đâu vậy? Cũng được, kể nước có gì dập lửa mấy con này. Và bây giờ mình sẽ lên đây. Ê. Mình cực kỳ cay mấy con Blay luôn á. Hồi nãy mình bị Blay cà khịa đến mức nha. Mình tức giận lên. Mình quên chết hết mấy con Blay luôn. Bây giờ làm sao để đạp spawner đây ta? Mình ấn nhầm mình vứt mất tiêu cái cây cúp rồi. Ơ các bạn thấy không? Nó đánh con này cũng không khó khăn cho lắm. Tại vì mình kháng lửa rồi á. Chủ yếu là lấy mấy đồ à. Mà mình cũng sưu tập được rồi nè. Đồ lava nha. Và coi đây còn đồ gì khác lạ không. Nó vẫn là mấy cái cây kiếm này. Không lấy đâu. Lên đây coi có gì khác xíu thì mình sẽ lấy. Chứ lấy mấy cái trùng về thì nó chỉ chón chỗ thôi. Đó lại là đồ lava nè. Không có gì đặc biệt hết. Để mình sẽ đánh một vòng cho các bạn xem. Đây. Mấy cái con này là con cửu vĩ á. Mình không có kháng lửa thì nó mới mạnh. Chứ giờ có kháng lửa thì nó quánh không có đầu cho lắm. Đánh như gãy ngứa à. Mình đã vậy còn có hai cái kiếm Nightmare nữa. Chịu sao mà nổi. Chịu sao nổi nè. Cung liên thanh. Mình sẽ bắn cung như súng liên thanh gì đó.
Blade thì thôi, một hit là một tên à. Blade, 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 Blade nè. Đó, khó chịu ghê chưa. À, thì ra mình hết khăn lửa hay gì, nó mới, mình mới mất máu nè. Ăn cá vô là hết liền. Và cái cung ultimate này của mình đó, nó cũng gần hỏng mất tiêu rồi. Nên mình sẽ đi lên trên nhá. À, và đi tìm một nơi khác để tiếp tục khám phá các bạn ơi. À, mình thấy ở đây có vài con kiến nè. Coi coi ở đây có con kiến đỏ không để mình về các bạn ơi. Chứ giờ mình đi cũng khá là xa và lâu rồi đó. Rồi giờ thì mình sẽ đứng đây để đợi cho kiến đỏ xuất hiện rồi mình sẽ trở về nhà nhá. Ôi vừa di chuyển qua đây nó lại đưa mình tới vùng sa mạc nè, đúng nơi mình cần luôn chứ. Phải vậy chứ. Rồi ăn cướp ấy, nó lót map, nó lót map. Ăn cướp đi đâu đây, muốn đánh nhau à? Rồi mình đã có thể có được những cây xương rồng rồi, và bây giờ thì mình sẽ mang nó về nhà để mình làm một cái khu vườn xương rồng á, mà mình sẽ nhân giống nó trong thời gian giữa hai tập nhá. Để coi nào, ui nó xa cái nhà mình lắm luôn ấy. Nhà mình ở ngay vị trí này, dịch chuyển một phát nè. Có vẻ hôm nay khá là may mắn trong việc khám phá luôn. Và nhân tiện đây thì mình sẽ chế tạo luôn cho mình một ít cái món đồ nhá. Lấy ba lô ra trước cái đã, vứt cái này ra, vứt hoa nè, gì đâu hoa nhiều dữ không biết nữa. Mình sẽ chế tạo một cái set đồ bằng vải của con bướm nha. Nón nè, áo giáp, full rồi. Chắc mình sẽ vứt lên đây tạm đi. Rồi kế tiếp là một cái quần nè. Và cuối cùng là cái đôi ủng giống như vậy. Ơ à, gì mới được. Khó ghê luôn á. Rồi vậy như vậy thì mình đã sở hữu thêm được một bộ giáp từ vải của cái con bướm rồi nè. Mình sẽ sưu tầm hết những bộ giáp mà mình có thể nhặt được trong những cái thế giới về nhá. Sưu tầm là chính thôi các bạn ơi. Tại vì nó cũng không có mạnh cho lắm ấy. Và set đồ team may đối với mình thì giai đoạn này đã rất là ổn rồi. Mình sẽ cất set đồ này vô trong. Ngoài ra thì mình đã có thêm những cái ngọc Ender nè. Trong thời gian sắp tới thì mình sẽ tiến hành nâng cấp cái bàn enchant của mình lên thêm một cấp độ xịn hơn nhá. Rồi và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến khám phá đi xuống thế giới kiến nâu nè. Nhưng mà lát quá thành ra đổi sang thế giới kiến đỏ và mang được rất là nhiều đồ tốt, nhất là đồ ultimate nè. Yay. Và trong thời gian kế tiếp thì mình sẽ tiến hành nâng cấp cũng như là khám phá những cái thế giới còn lại trong thế giới Crazy Craft này nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.